Tàu chiến Mỹ qua eo biển Đài Loan, Trung Quốc dọa đáp trả. Hải quân Mỹ cho biết đã triển khai hai trong số các tàu chiến của mình đến eo biển Đài Loan trong một sứ mệnh đầu tiên kể từ chuyến thăm gây tranh cãi của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tới Đài Bắc. Ngày 28 tháng 8, Hải quân Mỹ xác nhận thông tin hai tàu chiến Mỹ đang di chuyển qua eo biển Đài Loan. Quân đội Trung Quốc cũng cho biết đang theo dõi các tàu này, duy trì cảnh giác cao độ và sẵn sàng đánh bại mọi hành động khiêu khích Reuters đưa tin, hai tàu chiến của Hải quân Mỹ đang đi qua vùng biển quốc tế ở eo biển Đài Loan. Đây là hoạt động đầu tiên kể từ khi căng thẳng leo thang với Trung Quốc. Sau chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi, USS Charles và USATM đều là tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường lớp Tricon Deroga đi qua từ các vùng biển quốc tế trong khu vực, theo một tuyên bố từ hạm đội 7 của Mỹ cho hay. Theo hạm đội 7 của Mỹ, việc tàu chiến quá cảnh là thông lệ và thể hiện cam kết của Mỹ đối với một Ấn Độ Dương Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Tuyên bố tiếp tục nhấn mạnh rằng sứ mệnh đang được tiến hành phù hợp với luật pháp quốc tế. Chiến khu Đông Bộ của quân đội Trung Quốc cho biết đang theo dõi các tàu của Mỹ. Tuyên bố của chiến khu Đông Bộ khẳng định các quân nhân đang trong tư thế cảnh giác cao độ và sẵn sàng ngăn chặn mọi hành động khiêu khích vào bất cứ lúc nào.